Dạ, Long Nghĩa TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Long xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thân tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt đẹp, nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những người du để có vô minh vui dữ tôi và thực đạo hai người thì mình lại làm đỡ ở khu một cái miếng đất rộng rất là lớn và nóng hoàng. Ngoài kia là cặp máy dịch lộ, xung quanh là có mấy cái chòi nhà của ta đây, xe đâm đầu đằng thì là mà thấy cho này u ám mà bằng xe quay và di chuyển đây coi có cái giọng ma nào không nha, quỷ gì cứ nghĩa đây không được gì nghe đây nè, lập thấy như là ghen nó chạy tung té chứ con quỷ hay sao đi hướng nào sẽ biết mày đi xuống cái này. Đi qua ngoài này đây có việc thì cái này kia này chạy dữ lắm. Chỉ là lỗ sống sống mày kì ôi mày đó kì kìa mày đổ lộn đánh vào mà bác ơi lên đó thôi coi hay gì ta. Chào nha. Đọc kiểu mà bắt đây. Mới thấy đây mà bà bắt. Ý là rồi ta. Bỏ mất tiêu rồi. Bỏ mất tiêu rồi. Tiêu mà trời. Tốt chứ. Ôi thấy nổi lợm này nè. Trời trời ở dưới kìa. Đi tìm không hả bác ơi. Thôi bác. Hôm nay mình biết cái tiếng này sao. Tiếng cơ với buồn. Em hãy xuống mình nhau tiếp thôi vậy. Chào. Chào. Không tôi hả người gì hả lẹo qua được tới giúp tôi được tôi khác lạnh lẽo lắm hả. Tôi có mang ít cơm kìa cũng cho dùng đoạn lát nữa kể tôi nghe câu chuyện coi sao mà chết mang ở đây nha. Tôi dưới nước, chết dưới nước. Gì hả? Tính như nước rồi dưới sông này hả? Mấy cái bọt bên đây. Ồ. Vậy hả? Cần cần sự giúp đỡ cần sự giúp đỡ, cái lạnh lắm. Đâu có luôn. Ok, vậy thì đứng nó chờ tôi chút xíu đi, tôi tìm cái chỗ tôi đặt các bạn nghi thức cúng.
Rồi một lát nữa thì ra dùng rồi lát nữa tôi kể tôi nghe là sao chết nước nha. Hồi đứng nữa đi. Sẽ tìm cái vị trí nào đó mình đặt. Dạ. Thì mình đặt ở đây đi. Ok. Mình sẽ dọn ở đây nè. Đặt ở đây nha. Đây nè. Đây đi, sẽ lấy đồ nhưng mà bác hết, lấy đồ rồi. Mình sẽ đặt cái vị trí ở đây nhưng mà bác ha, đây, đây đi. Dùng gì ngon đi. Chết nước rồi, chết nước sẽ không có nước đâu. Sao chết nước? Mình biết nói lắm sao? Mình là tham khảo ở thứ em. Biên sao chết gặp mình than đói, đói lắm. Mọi nguồn nước hôm nay chết đổi sức nhiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thân Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phô Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Vị Tạng Bồ Tát, Nam mô Phương Linh Gia Chủ Thổ Thần, các chư vị thần ở đây đặc biệt là cái dòng hơi thời. Anh dùng bánh trái rồi giúp đỡ cho nghe. Mà sẽ cái ngày mình hay xuống đây đặt cái mít xuống đây lôi ra cho khi đông để dùng nó mình sẽ cắt mình giúp nghe rồi bắt sẽ lôi ra nha. Mẹ có mụ không? Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đợi cái ngày lâu lắm rồi. Tính lên cái gò này, ở đây tối lạnh, sao thì đã thấy đây, sao biết mình đi ở đây phút lạnh. Cảm ơn nhân viên kia, tôi cảm ơn. Quan cảm ơn. Qua ai ở đây mà ai phút thì tôi đây học thay ai hơn thì ai cũng cho tôi đây cút nè con này cũng không đó. Đã nghe thì tôi tôi xin chào à, nói nghe đây dụng bánh trái no cho chết hôm nay nữa 17 năm rồi qua sao chết à cảm ơn rồi nghe có chi sao chết à tôi bị bị lội ruột đâm bị mũi chỉ nó bắn rồi ruột chết cái gì sao mũi chỉ đi săn bắt lại bị bắn nhau thì tội nghiệp bắn nhau mấy ai dòng bản thân bản thân nó bắt gì chứ bắn sao phải nói chung phải như thế nào thì sẽ rõ thì bắn chết thì rồi chết chứ nước ngủ gì sẽ bé cách đây 17 năm gì nước ờ người tên tạo chết mới 20 tuổi mình lo chết thì nhiều năm rồi 17 năm đang là 37 thôi học nhỏ trong số 37 chưa nói đi không bị giảm pháp sư để giúp cho tôi vừa bớt đổi khác là lẻo pháp sư ơi đó giúp rồi đó các này tôi muốn hơn nữa cái gì 17 năm nay đậm quá ở dưới nước mới lên giờ đặng quá mà có nhà sống này kể tôi nghe cái viên sao mà lẻ gì bằng cái gì luôn chứ cái gì đi săn bắt phải không? Cách đây 17 năm gì chốt đó. Không có sinh. Tôi liên lạc không được. Ngồi lên. Hay là săn bắt. Săn bắt chuồng đi ra. Cò với chim. Mà nói chung là thầy tôi là cái gì bắt cái đó là đi hay là về săn bắt.
có cái súng là cái súng giả dạ. Súng giả dạ có cái mũi chỉ bắn cái súng này ở đây gì rồi không có sao không biết gì đó tụi có bắn nè nhỏ có bắn nè cũng dân quê mà đó rồi sao thì hai thằng bắn hồn với nhau bắn hồn hả bắn hồn bắn đi đấy chồng sụp sụp đi cái mùa nước lên ông chắc lớn tuổi rồi nên bà vẫn ổn chị kêu mà bằng anh đi ha ừ. anh pháp sư ừ. Kể cho ông nghe thằng biết gì đúng anh pháp sư được thôi chị trưởng đau khổ quá đau lòng đúng người ruột là gì kể cho ông nghe hai thằng đi mà chưa cũng thành nhân linh đó hai thằng bắt họ đi cũng nhiều chiến lắm rồi thì kêu bằng bắn hồn nó về cũng chia đâu nha mình mà bắt cái gì thì chuột bằng trùng cấp cấp nhâm đó thì theo mình tre lần đó anh theo mùa nước lên nó theo rừng tràm điện rắn có rắn không rắn bự không anh mày con chuột rắn là bự không có bữa nào gặp trùng cấp nhâm gì không có nhưng người nhiều lắm rắn này thì gặp rắn gì rắn thì nhướng lên thì rắn nước nhiều không nó nằm thành cây đó trời nó liền quá không phát trò quay lại đó đưa cái súng trẻ kêu bằng nó súng trẻ vừa cạnh nó gần tới cách năm sắp ít bóp cò dính hai ba phanh đâu gãy được chỉ rồi trời có mỗi nào gặp rắn bự không đi đâu nó gặp rắn là bự to to không từ đó bắt rắn là bự nhất tại đạt còn tới tôi chết thành nhân phẩm có vô cái rừng đạp sâu lắm vô bắt được mấy ổ bịp bịp gì hả vui một nghiệp là vút á hay mất vì vậy đó một cái chết thì tôi nghe mấy người lớn tuổi nói lại đó bắt được cái con bịp đó nó về phải bán tiền không à nó có cái gì thuốc gì đó mà đợt đó tôi với bạn tôi bắt được hai ba ổ luôn hai ba con luôn bán tiền không tiền rồi bắt được cái gì là nó đóng nhưng nó cũng sừng rồi con được đi tí cái cũng nhâm cái gì nó chừng không tới ký bên trong ra là ổng nhưng mà nó bắt được không bắt được hết trơn người con nào mà tôi hai tôi thấy là không được hết trơn rồi mà bắt được mà bắt được quyền biệt đi đó nhiều đi đó thằng bạn tôi nó mới dành nó mới chia nó mới kêu chia điều ra thì tôi nói tao công nhiều hơn tao leo lên tao bắt thì bị để bây giờ chia 73 đi không chịu nhưng mình còn nó giờ chia 55 như trước giờ chứ nó chia 73 hai thằng cứ đi hỏng nhau ngoài này bữa đó là vô bánh là nhiều bữa rồi nhiều của mình về bán nội rắn thuộc rồi và cậu nhiều lắm tôi nhảy luôn nữa bao nhìn rồi các bạn tôi nó im nó không nói gì nữa nó liền rồi im không rồi giờ hai thằng bé đi về đến chơi chiều rồi bơi cái xuồng này chống xuồng đi về về là về là đặc biệt không biết mấy con miền biệt đó đó đi thêm mua ăn cái miếng ruột của đó đang bán gì rồi thằng bạn tôi nó tính toán chứ đâu có ngờ không biết được không tính toán sao sao nó vừa cái súng trẻ lên sẵn là nào rồi nó gài có gì thông với đâu á gài sẵn giờ lên đi xuống chuyện rồi tôi đâu có để ý nó đang bơi ở sau nó ở trước thằng hủi thằng lái nó có ý nó giết tôi rồi nó đưa cái xuống chuyện đó nó nghiêm khó một lần tôi nó bóp cò rồi
bóng cò trúng đâu, trúng bụng lỗ đều luôn, trúng lỗ luôn cái bụng. Cái súng trẻ nó vô một khúc gì nè, tôi có chết thì nó chi người. Mà cách đâu có 5-6 mét là ông chơi ngon đi tới kìa. Bạn gì bạn mẹ kỳ quá, quen từ nhỏ hay sao? Ờ, làm quá đấy, nhìn cái lợi nhuận yên thôi, mấy tiệm tập này nhà rồi bắn tôi gì đó, tôi la lên một cái chết tại chỗ gì rồi cái nó nhục xuống sông luôn, rồi nó nhục xuống sông rồi nó bỏ luôn, rồi nó lấy xuồng ra quy cái xuồng đó, nó bơi về lên nó về nó nói lúc đó tôi còn ở trong rừng, còn ở trong rừng tràm mình nấu như nhà tôi vậy, tôi người nhà như thành có mấy cái con dừa có vợ mình em thì đổ như bây giờ mình nuôi con nhà cũng nghèo anh bắt sơn luôn không có ruộng lát gì làm những nghề săn bắn đó mà mặt nó tham lam quá đi dục tôi đó là tôi lúc mà nó bắn tôi là tôi chết rồi đi dục cũng bỏ xác đó luôn. Mình chưa xem mà rồi cái xác tôi đó nó sình muối đâu có ai hay gì thì nó gia đình tôi thì gia đình cũng đi kiếm mà không được tại vì nó đâu có chỉ vô cái hướng đó đâu. Hàng tôi vô cái rừng sâu lắm, giữa luôn cái rừng rậm có những cái con mà mấy con vật mà nó có giá trị tôi chết ở đó luôn rồi xác thì nó thú rửa từ từ còn xương lắm thôi, thịt da thì cá nó rỉa hết. Người nhà có đi tìm không, giết xác không, tìm không gặp. Mấy ngày sau là bao nhiêu ngày sau là từ ông mất chết bạn cũng giết chết rồi, mấy ngày sau là mới gia đình đi tìm, đi tìm nhưng mà không gặp được tôi. Cái nghĩa là đi tìm trễ quá thì ông nói là xác xương nó không có rã rồi đúng không? Còn chỉ còn còn cái linh hồn thôi. Nhà tôi chuột linh hồn về nhà không? Hồn về nhà để thờ cúng gì không? Có chuột ở kia có cọc hồn cái gì nhưng mà không có đúng chỗ rồi đâu có theo về được, cũng tự giấc dơ giấc dựng ở dưới nước mấy năm nay chết rồi. Nó quan chính ký gì cho ăn đâu, trên bờ từ phố cổ đi ở dưới nước ai đồng cúng rồi đói khát lên sao nước đỡ đói hay gì là quặn nước đã 6 năm nay đợi cho tới mỗi một năm nó có một lần ta cúng cái bè đó. Ờ, đậu cái theo đó đó cũng khi cái cúng nhiều cũng nhiều cũng hết khổ thì nằm cũng lần nó là rồi cái gì tôi cũng nhớ cái gì không bắt tập với mình thì không hưởng được nó đó thôi, cái ngoài ra thì có ai đâu cúng gì đâu ít lắm bởi vì tôi phải đấu lấp lạnh lên cái mò thì ở đây tôi chưa mới ở đây một năm có ai có gì đâu mà không cái nhà hồn rồi đồ về rồi cúng cũng như không về hổ gì đâu có nhiều sự đấu như lắm đấu lâu nghe anh thu về đấu này có mấy con gà ồ chạy qua chạy lờ mày có phải là mấy gà đấy cho em mày kia dí nó không dí nó đó vậy dí nó đó chứ ai bắt được không bắt có được đâu đưa đi trong hồ sao mà bắt được cái thèm nó chảy nước miếng đâu không thì đổi bây giờ thèm nhưng không có gì ăn đâu về xin được tôi đường tôi đa được nó đó sao mà tôi gặp ốc vậy mình sắp về cũng không rồi sơ cái nhà để giúp đỡ khi nhân mình khi mà nhầm chứ chờ giúp lên cho ôi thầy dù vậy xong vào tay giúp người
cái được cắm ngôi thì nghề giữ gì được cố gắng để mà đây cái sự không phải bỏ như nội theo nói không giúp thì thôi xử lý cho giúp ông bệ ngồi chùa nghiệp để nghiên kệ để tu là học lại kệ nghe gì nó quá của kệ để trạng viên Bồ Tát mình hiểu được cái tâm hồn mình cần tu cái gì, cái linh hồn mình cần tu cái gì để cho nó đúng cái pháp tu đó, để cho đúng cái đó để biết là mà như em trai này do mà lại biết sao mà sát sinh nhiều quá đó quá đại nhiếp lâu lâu chắc mắc cá anh năm cái nên là sát sinh nhiều quá thì cái nghiệp phải trả giá, trả giá là ngược lại là không phải con nhiều cái giết, còn lại con những người nó giết bạc lắm, tại vì nó ham muốn gì cái đó là cũng là kinh nghiệm. Thì sau khi bạn ông có giết ông rồi thì chắc nó cũng bị ta điều tra ra, ta biết là tội giết người thì việc cũng đền tội như kia hết rồi phải không? Không ai biết chưa? Không ai biết. Không ai biết nó đâu. Ờ. Thì chỉ có tôi với nó biết với nhau. Vậy là chạy tội luôn rồi. Thì nó còn sống không? Nó ở đâu? Biết cái đâu không? Không biết. Lo thằng tôi chưa xong đúng không? Thằng tôi sẽ lên. Giết cộng nó lúc này. Lo kiếm được chỗ tôi lên bờ, tôi lo có ai cúng cái gì tôi hưởng, chứ tôi đâu có đi kiếm đâu. Chết thành tôi còn thì nó khổ lắm. Giờ mọi phương tiện được biết lòng người có đó mẹ những cái chơi cũng sớm làm cái người mà không người chúng ta cái bạn bè thân với tâm cái hồn của anh nạn đó là tâm sinh si đến là có ngay nó đâu chết rồi mày tao cũng chạy luôn cái sự tham lam tham tiền đến tổ chức cái nghề rất là cao người ta mà biết tu tập cách sống là tốt rồi sống là đến người mà hiểu chuyện người ta không có làm gì đâu bạn của ông không hiểu chuyện rồi không hiểu chuyện đó là tu là chỉ là kinh niệm Phật chay thôi thì cũng chưa có diễn chuyện. Tôi quen mấy bà cô trời ở sớm tụng kinh anh chay vừa nó nghe tụng kinh đó nha vậy đó chứ đâu quan tâm ăn chửi bới gì đâu sùng rồi đó đi chùa rồi lên xe một cái là bà tranh với nhau bà nó đi chùa bà cũng vừa đóng bảo với bà kia đi thầy trăm ngàn cái chợ trăm ngàn cái tiếng chùa bà bờ cọc đúng không bà đang có sinh sinh bằng biển gì đâu không có gì hết trời sống cái gì đó pháp sư tôi pháp sư nhỏ bị tiếng ngốc lên tiếng sơ thì giải cho những tất giải cho những chuyện đạo đức giải cho những việc thức chứng kiến trên những đường hồn nhau thì giải rất là nhiều những cái đồ mình sống mình nên kiểu chuyện cho nên là đời sống chúng ta định quan tâm cái kiến thức gì đã tu được quan trọng lắm phải hiểu chuyện mình biết được chuyện khi mình hiểu chuyện được rồi ví dụ điều chuyện là mẹ gặp á mà nó hiểu chuyện mẹ ở đâu có giết gồng vậy đâu đúng không nó không hiểu chuyện nó giết gồng vậy không hiểu chuyện không phải ơn mẹ còn hiện giờ nó chắc nó mất ức lắm này sao quá không hiện hình gì bóp cổ đi em hiện hình gì em bóp cổ lại có bao giờ kiếm đâu mà không kiếm được lo đó anh tôi đi sao có lên tới đây ở đây mừng lắm rồi có chưa có nghĩ tới chuyện mà đã thôi quán gì thôi bỏ làm rồi bây giờ là dọc bỏ làm giúp đi ông một sự pháp được không chứ thành người chứ không thành hồng mai giúp kia giờ đây nữa thì như em muốn ngồi chùa được ăn no hay là có bệnh chạy ăn không mấy có sợ là gì có khác mà được tu được học Phật được nghe cài bạn những địa tạng với mình bạn chỉ dạy cho mình tu tập chỉ dạy mình con đường sáng để mình tu mau chứ pháp mình tu sớm cho tiếp người sao hiểu không
được gì thì tôi cảm ơn anh pháp sư. Bây giờ thì tôi giúp cho mẹ đó tôi ha. Còn tôi về đó chứ không giúp tôi tôi đi chứ. Giờ nếu mà gì đó thì đơn giản này thì tôi sáng giữ môn điệp phật tôi giúp cho mẹ đó tôi nha. Còn tay mình sẽ trên vòng vòng tim mô rồi đó ông bà của bác ơi, Lâm đã giúp được một cái dông em trai là làm nghề sát sinh hải vật, chân nào thì quả đó thôi ông bà. Lâm cũng biết nói làm sao giờ, mình giúp thì giúp thôi chứ không có phiền căng mà nói như thế nào. Cũng mong mọi người sống bớt sát sinh một chút xíu để cho tâm mình đó nhẹ nhàng, nghiệp bão nó không đến với mình. Nhiều cái bất chợt như là mình trải nghiệm nó đau khổ như bao khác. Rồi video làm kết thúc đây, bà con video xem, chào tạm biệt các bạn nhé.